Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện cổ tích Nàng Tiên Cá. Ngày xưa ngày xưa, tận dưới đáy đại dương mênh mông xanh thẳm, nơi đó có một lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi mà vua Thủy Tề và các cô con gái xinh đẹp của ông sinh sống. Vua Thủy Tề với trí óc thông thái, bộ râu ông dài và trắng một màu như cước. Ông sống trong lâu đài nguy nga đó và một mình chỉ vì biển khơi. Vua Thủy Tề có một cô con gái Úc rất xinh đẹp, tên là Aria. Nàng cực kỳ xinh đẹp, giọng hát của nàng trong trẻo mát xanh tựa như những dòng nước sâu dưới biển khơi. Vua Thủy Tề nói với con gái của mình rằng: Aria yêu dấu, con có một chất giọng thật tuyệt vời. Mỗi khi con cất lên tiếng hát, tất cả những loài vật dưới biển khơi này đều tụ tập từng đàn rất đông nghe con hát. Cả những con trai bình thường chúng chỉ ẩn nấp dưới lớp vỏ cũng mở miệng ra tán thưởng, để lộ ra những viên ngọc quý, và đàn sứa cũng đừng trôi để nghe tiếng hát trong trẻo của con. Nàng Tiên Cá vẫn hay ngồi ngắm những làn ánh sáng chiếu xuống từ mặt trời rọi xuyên qua những làn nước sâu mờ mờ ảo ảo. Nàng Tiên Cá nói với những người chị của mình rằng: em ước có một ngày nào đó có thể lên trên kia ngắm nhìn bầu trời. Em thấy lũ cá nói với nhau rằng trên đó rất đẹp. Trên đó có con người và cả những bông hoa rất đẹp với đầy đủ màu sắc nữa. Những người chị nói với cô em Út: rồi điều ước của em sẽ thành hiện thực mà. Em cứ chờ cho tới khi em tròn 15, lúc đó cha sẽ cho phép em được bơi lên mặt nước giống như là các chị vậy. Vâng, em sẽ cố gắng chờ đến ngày đó, Ariel đáp. Hằng ngày, cái nàng tiên cá chỉ được bơi lên trên mặt nước vào ban đêm. Khi những người chị trở về, Ariel hỏi các chị gái rằng: trên đó các chị thấy những gì vậy? Kể cho em nghe với. Nàng nghe các chị mình kể những gì họ đã nhìn thấy để thỏa mãn trí tò mò của một cô gái đang trong tuổi mới lớn. Trong lúc các chị lên trên mặt nước chơi đùa thì Ariel phải ở lại chơi với các bạn cá ngựa và cá heo. Năm tháng trôi đi, cuối cùng thì ngày sinh thứ 15 của nàng Ariel cũng đã tới. Trước ngày hôm đó, Ariel rất hồi hộp. Em không ngủ được các chị ạ. Đến sáng ngày mai là em đã bước sang tuổi 15 rồi. Thế là em có thể lên trên mặt nước vui đùa cùng các chị rồi. Buổi sáng sớm hôm ấy, vua Thủy Tề gọi cô gái Út và nói: cha chúc mừng sinh nhật cho con gái Út của cha. Đến giờ con đã tròn 15 và con có thể cùng các chị gái của mình lên trên mặt nước để hít thở và ngắm nhìn bầu trời rồi. Nhưng con hãy nhớ điều cha dặn, thế giới chúng ta là ở dưới biển, trên đó không phải là thế giới của chúng ta. Con có thể lên trên đó để ngắm nhìn mặt biển và bầu trời. Chúng ta không thuộc về thế giới của loài người, nên con hãy nhớ, hãy tránh xa họ ra. Họ chỉ đem lại những xui xẻo cho chúng ta mà thôi. Ariel nói: con sẽ nhớ lời cha dặn dò, con cảm ơn cha. Ngay lập tức, với sự háo hức của mình, nàng bơi ngay lên trên mặt nước. Trên đường nàng đi, các bạn cá heo cá ngựa vẫn hay vui đùa cùng nàng, chúc nàng đi một chuyến đi đầu tiên lên mặt nước vui vẻ. Ariel nôn nóng đáp: mình đi đây, chúng mình gặp lại nhau sau nhé. Khi nàng lên tới mặt nước, bầu trời đã bắt đầu tối sầm. Trên trời những ngôi sao dần dần hiện rõ và lấp lánh. Ariel vui sướng kêu lên: đẹp quá, lần đầu tiên mình được trông những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Phía trước là cái gì vậy? Một con thuyền. Thêm một điều nữa làm cho nàng tiên cá Ariel cảm thấy ngạc nhiên và thú vị. Con tàu đang tiến dần chậm chậm tới tảng đá mà Ariel đang ngồi. Đoàn thủy thủ thả neo để cho con thuyền đổ lại một nơi sóng yên biển lặng. Ariel cảm thấy rất thích thú khi nhìn những thủy thủ trên con tàu làm việc. Họ thắp lên những ngọn đuốc, nàng còn nghe rất rõ họ nói chuyện với nhau. Đến lúc chúng ta nghỉ ngơi, ăn bữa tối rồi. Nào các bạn ơi, hãy mau lên bờ thôi. Ariel nghĩ, mình muốn tới nói chuyện với họ quá, nhưng mình không có đôi chân như họ. Mình có cái đuôi dài và không bao giờ sống như họ được. Nàng tiên cá còn nghe thấy thêm nhiều giọng nói vang lên. Một lát sau,
Những chùm ánh sáng với đủ màu sắc rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, cùng những luồng pháo hoa nổ giữa bầu trời đêm. Xin chúc mừng sinh nhật hoàng tử, vị huyền trưởng của chúng ta. Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của người. Chúc hoàng tử luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn của ta, hoàng tử đáp. Aria tự hỏi, sinh nhật của ai vậy nhỉ? Nàng thấy ở trên bon tàu xuất hiện một chàng trai vẻ ngoài cực kỳ khôn ngoan và tuấn tú. Mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật chàng trai. Ariel ngắm nhìn chàng trai say đắm. Nàng thốt lên, ôi hoàng tử mới đẹp làm sao. Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra. Đột nhiên hoàng tử sẩy chân ngã khỏi bon tàu. Chàng ngã rơi xuống dưới biển. Ariel vội vàng bơi nhanh ra cứu chàng. Nàng vừa bơi vừa đẩy hoàng tử lên phía bờ biển. Hoàng tử nằm trên bãi cát, đôi mắt hoàng tử vẫn nhắm nghiền. Ariel cuống cuồng. Giờ ta phải làm thế nào đây? Nàng ngồi bên cạnh chàng hoàng tử suốt cả đêm. Khi mặt trời bắt đầu ló lên khỏi mặt đất, cũng là lúc nàng tiếng cá phải trở về với biển khơi. Hoàng tử dần dần tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên của mặt trời rọi xuống. Chàng tự hỏi, cô gái xinh đẹp hôm qua đã cứu mình đâu? Nàng thật xinh đẹp, giọng nói của nàng thật tuyệt vời. Giờ mình phải về cung điện đã, chắc mọi người đang rất lo lắng cho mình. Hoàng tử rời bãi biển để quay về cung điện. Ngày hôm sau, hoàng tử đã lên con tàu và gửi lời cảm ơn đến người con gái đã cứu sống chàng mà chàng chưa hề biết tên. Chàng nói to, xin cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã cứu ta, người con gái vô cùng xinh đẹp. Khi trở về với thủy cung, các chị gái nàng hỏi sao nàng lại ở trên bờ biển lâu thế. Nàng tiên cá Aria định kể lại câu chuyện của mình cho các chị nghe, nhưng nàng ngập ngừng rồi không nói. Nàng bật khóc và trở về phòng. Một người chị của nàng vào phòng hỏi, Aria, em đã trở về được 3 ngày rồi. Em đã gặp chuyện gì trên đó mà từ lúc em về, em không chịu ăn uống gì cả. Ariel nói với chị, chị à, em muốn được kết hôn với hoàng tử. Người chị ngạc nhiên nói, sao thế được em? Chúng ta và con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là tiên cá, không thể kết hôn cùng với con người được. Em hãy từ bỏ ý định ngốc nghếch đó đi. Có thể một phù thủy sẽ có cách giúp cho em. Nàng liền bơi tới chỗ một phù thủy. Ta đang gặp ai đây? Ôi công chúa Ariel, điều gì mang công chúa tới gặp ta vậy? Ariel nói, tôi muốn được trở thành con người. Một phù thủy mới hỏi, vậy là công chúa muốn bỏ đi cái đuôi và muốn có hai chân như con người phải không? Ariel trả lời ngắn gọn, đúng vậy. Điều này sẽ không hề dễ dàng đâu. Công chúa sẽ cực kỳ đau đớn, vì khi đó ta phải dùng một thanh kiếm sắt cắt đi chiếc đuôi của người. Và mỗi khi công chúa đặt chân lên mặt đất thì công chúa sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Ariel nói, không sao hết, miễn là tôi có thể được đặt chân lên mặt đất để gặp lại hoàng tử thêm một lần nữa. Một phù thủy ra điều kiện, thế công chúa sẽ trả công cho ta ra sao? Nếu như ta giúp công chúa sẽ phải trao cho ta giọng hát hay nhất biển khơi này của người. Và như thế thì người sẽ không bao giờ nói được nữa. Và công chúa hãy nhớ một điều rằng, nếu như vị hoàng tử mà công chúa yêu lại đem lòng kết hôn cùng với một người con gái khác, thì công chúa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại làm nàng tiên cá được nữa. Công chúa sẽ bị tan biến như bọt nước. Ariel đáp, được, ta đồng ý. Bộ phù thủy lấy ra một chiếc vỏ sò và thu lại giọng hát trong trẻo của nàng. Mụ đưa cho nàng một liều thuốc thần. Nàng tiên cá Ariel mang liều thuốc thần đó bơi lên trên mặt nước. Khi lên tới bờ, nàng đã uống thuốc thần và ngã ra ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, nàng thấy khuôn mặt thân yêu của chàng hoàng tử đang mỉm cười với nàng. Xin chào cô gái, nàng đừng sợ, ta thấy nàng nằm bất tỉnh nơi đây. Giờ nàng thấy trong người sao rồi? Ariel định cất tiếng trả lời hoàng tử, nhưng giờ nàng đã mất đi giọng nói. Nàng đừng sợ, đã có ta ở đây rồi.
Nàng ở đâu? Nàng từ đâu đến? Ariel vì mất giọng nói nên vẫn im lặng. Hoàng tử nói rằng: ta xin lỗi nàng. Thôi giờ nàng hãy theo ta về lâu đài, để ta có thể tiện việc chăm sóc cho nàng. Những ngày sau, cuộc sống của nàng tiên cá Ariel đã như bước sang trang mới. Tuy nhiên, mụ phù thủy đã cảnh báo nàng rằng mỗi bước chân của nàng sẽ rất là đau đớn như kim châm. Nàng tiên cá vẫn cố gắng chịu đựng và không hề kêu than. Hoàng tử rủ nàng đi dạo trên bờ biển. Ariel và hoàng tử dạo bước thì bỗng nhiên hoàng tử đứng lại và tìm kiếm xung quanh. Hoàng tử nói: nàng có thể nghe thấy giọng hát đó không? Giọng hát này là của một cô gái du dương bên tai ta khi ta được cô gái đó cứu sống từ biển khơi. Ariel rất ngạc nhiên. Hoàng tử quay lại và thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt mình. Đó chính là cô gái mà do mụ phù thủy biến thành. Sau khi lấy được giọng hát ngọt ngào của Ariel, mụ đã lấy tên là Vanessa. Tiếng hát ngọt ngào đó mụ giấu trong một chiếc vỏ sò và đeo trên cổ. Hoàng tử nói: thật là một giọng hát tuyệt vời, ta yêu giọng hát ấy. Mụ phù thủy mới nói: em xin cảm ơn hoàng tử. Hoàng tử cũng rất là điển trai. Hoàng tử nói tiếp: nàng hãy theo ta về cung điện. Mụ phù thủy mới đáp rằng: vâng, vậy em xin theo chàng. Thế là cả ba người cùng trở về lâu đài. Ngày qua ngày, mụ phù thủy dùng vẻ đẹp bên ngoài do dùng phép và giọng hát lấy được từ Ariel quyến rũ hoàng tử. Cuối cùng, hoàng tử cũng quyết định kết hôn cùng Vanessa. Hoàng tử hỏi nàng tiên cá Ariel: tao muốn kết hôn cùng với Vanessa, nàng thấy thế nào? Khi nghe thấy hoàng tử nói vậy, trái tim của Ariel đã hoàn toàn tan vỡ. Nước mắt nàng cứ trào ra, nhưng nàng vẫn gật đầu với hoàng tử. Thôi, anh phải đi để chuẩn bị cho lễ cưới thôi. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tối mai, ngay trên tại con tàu. Ariel buồn lắm, nhưng nàng không biết phải làm gì cả. Sang ngày hôm sau, tất cả mọi người lên trên tàu và khởi hành ra ngoài biển khơi. Vanessa đã ăn mặc rất lộng lẫy. Hoàng tử hỏi: Vanessa, nàng đã xong chưa? Ra đây cho ta ngắm nàng một chút nào. Vâng, em ra ngay đây ạ. Chàng đợi em một chút. Bỗng nhiên, hoàng tử thấy Vanessa gào lên: không, không thể nào. Hoàng tử hỏi: có chuyện gì mà nàng hốt hoảng vậy Vanessa? Thì ra, chiếc vỏ sò mà Vanessa treo trên cổ đã rơi xuống đất và vỡ tan tành. Nhờ thế mà giọng hát của nàng tiên cá Ariel được giải tác trở về với cô. Ariel nói: hoàng tử, Vanessa là phù thủy đấy. Hoàng tử ngạc nhiên nói: ta không hiểu chuyện gì nữa. Chuyện gì đang diễn ra? Sao nàng lại có giọng nói của Vanessa? Ariel kể lại toàn bộ câu chuyện của nàng với hoàng tử. Hoàng tử nghe xong mới ngỡ ra: vậy nàng chính là người đã cứu ta sao? Vậy là ta đã suýt chút nữa cưới nhầm Vanessa. Nàng đã cứu ta thêm một lần nữa. Ariel, nàng mới là người con gái mà ta đang tìm kiếm. Hãy lấy ta nhé Ariel. Vâng, em đồng ý. Ngay khi Ariel nói dứt lời thì mụ phù thủy kéo Ariel lôi nàng xuống dưới biển. Ngay khi chạm mặt nước, Ariel đã trở lại hình dạng của tiên cá như trước. Vua thủy thề linh cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra nên liền lập tức đi cứu Ariel. Thấy cha mình xuất hiện, Ariel kêu cứu: cha ơi cứu con. Vua thủy thề ra lệnh: ngươi hãy thả con gái ta ra mau. Một phù thủy mới nói: ngươi không cứu được con gái ngươi đâu, giờ nó là nô lệ của ta. Vua thủy thề chỉ mũi đinh ba vào phù thủy, phóng ra một tia sét. Sức mạnh của nó làm mụ phù thủy phải rời tay khỏi Ariel. Mụ bi thương và chìm xuống đáy biển. Ariel được giải thoát. Con đừng lo, mụ ta sẽ không bao giờ sống lại để thải con nữa. Cha ơi, nhưng con muốn. Cha biết, con muốn được kết hôn với hoàng tử. Vâng cha. Được, giờ ta sẽ biến con trở thành con người mãi mãi. Và từ nay,
con sẽ không thể làm một nàng tiên cá được nữa. Con có chịu không? Con đồng ý thưa cha. Vua Thủy Tề biến Ariel thành con người. Trên thuyền, hoàng tử đã tận mắt trông thấy những điều xảy ra. Chàng dùng dây kéo nàng lên bon thuyền. Ariel nói: kia là cha em, còn kia là các chị gái của em. Hoàng tử giơ tay vẫy chào họ. Vua Thủy Tề ban phúc: chúc hai con trăm năm hạnh phúc, hãy nhớ yêu thương nhau đến trọn đời. Hoàng tử và Ariel tổ chức một đám cưới linh đình và mọi người chúc họ hạnh phúc mãi mãi. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi.